Đó, quý vị thấy bốc khói rất là thơm ha. Wow. Em có thể mở ra lại giùm anh xíu được không? Wow, thơm quá quý vị, hấp dẫn quá. Lát mời anh ăn thử nha. Rồi, chút xíu nữa chắc chắn là anh sẽ ăn thử xem hương vị. Đèn hấp á, có đèn lên nè, đèn hấp. Cái này là mình chỉ bán đậu hũ đã chiên sơ qua rồi đúng không ạ? Dạ, đậu hũ đã chiên rồi, rồi xong mình bỏ vô cái bánh nắp, nó sẽ nở ra chứ như mình, vậy. Chứ mình không bán đậu hũ trắng đúng không? Dạ không, mình không bán đậu hũ trắng. À, không bán đậu hũ trắng. Dạ. À. Cái đó là muối tiêu hả gì em? Đúng rồi anh, muối tiêu ở nhà mình tự rang xay luôn. À, tự rang xay, tự làm luôn. Là với lại khẩu vị của người ăn rồi là không có cần, không có sợ mặn quá nữa. Bây giờ bỏ. À vậy hả? Như vậy là mình cứ vậy mình ăn thôi. Dạ rồi, mình nặn chanh vô. À. Hay quá. Đổ gì nữa? Rau răm. Wow. Ủa vậy là xong hả? Dạ vậy là xong rồi. À vậy là xong rồi. Quý vị các bạn thân mến, xin bác rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo của mình sáng hôm nay. Hôm nay mình đang có mặt ở ngay con đường Kha Vạn Cân, địa chỉ số 600 thuộc phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Hôm nay mình qua đây chia sẻ giới thiệu tới quý vị các bạn một món ăn cực kỳ là hấp dẫn luôn. Món đậu hũ hấp nha quý vị, thưởng thức với rau răm. Thực tế thì món đậu hũ này thường khá là hay xuất hiện ở các tỉnh miền Tây trên những cái xe hàng rong ruổi tuyến đường của tỉnh miền Tây. Hôm nay mình phát hiện ra ngay chỗ địa chỉ 600 đường Kha Vạn Cân của thành phố Thủ Đức có một quán bán đậu hũ hấp ở đây rất là hấp dẫn luôn quý vị. Và mình đã có mặt ở ngay không gian quán để chia sẻ với quý vị các bạn cái món đậu hũ hấp cực kỳ là hấp dẫn này nha. Bây giờ thì Xuân Bắc sẽ tiến ngay vào trong để chia sẻ cho quý vị một vài hình ảnh của quán và cái món đậu hũ hấp này, xem là hấp dẫn như thế nào nha quý vị các bạn. Đậu hũ hấp cô Dung nha quý vị. Muối tiêu rau răm 7k một miếng thôi. Cực kỳ là hấp dẫn ha. Rồi mình đi vô trong này em gái đây nè. Chào em nha. Chào anh. Đây mình bán đậu hũ hấp em. Dạ. Mình chỉ bán một món đậu hũ hấp thôi à? Mình chỉ bán một món thôi anh. Đây em mở lên nè. Cái này mình hấp lâu chưa em? Cũng lại từ nãy giờ. À bây giờ là khách thì cũng nhanh thôi, khách vô là bán rồi đúng không? Dạ, khách vô thì bán thôi. Một miếng này là mình bán 7.000 một miếng hả? Đúng rồi, mình bán 7.000 một miếng. Rồi ăn thì ăn sao? Đây bây giờ mình làm cho coi thử. Bây giờ em lấy ra em làm. Em gái tên gì? Em tên Tùy. Mình bán đậu hũ hấp ở đây lâu chưa em? Bán ở đây cũng được gần 2-3 năm rồi nha. 2-3 năm ở đây rồi. Và cái này là 7k một miếng đây em ha. Rồi mình vô mình coi em làm chút xíu nha. Cái đó là muối tiêu hả gì em? Đúng rồi anh, muối tiêu ở nhà mình tự rang xay luôn. Tự rang xay, tự làm luôn. Là với lại khẩu vị của người ăn rồi là không có cần, không có sợ mặn quá nữa. Bây giờ bỏ. Vậy hả? Như vậy là mình cứ vậy mình ăn thôi. Dạ rồi, mình nặn chanh vô. Hay quá. Đổ gì nữa? Rau răm. Ủa vậy là xong hả? Dạ vậy là xong rồi. Vậy là xong rồi. Nhà mình bán hồi giờ là bán đậu hấp luôn nè.
Cô Dung là mẹ em hả? Đúng rồi, cô Dung là mẹ em. À. Là bán từ hồi năm cuối năm 2020. À, bán từ hồi cuối năm 2020 đến bây giờ. Bán địa điểm cố định ở đây thôi. Bán địa điểm cố định ở một chỗ ở đây thôi, là trước chùa Vô U, số 600 đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức. Chùa Vô U hả? Dạ, chùa Vô U là chùa ở đây. Chùa Vô U ở trong đó nha quý vị. Dạ. Là địa chỉ là số 600 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, thành phố Thủ Đức. Dạ. Đó. Cực kỳ là hấp dẫn luôn cái nhà quý vị, cái xe đậu hũ hấp muối tiêu rau răm bán từ 7:30 sáng cho đến khi nếu như mà hết sớm á thì là tầm 7-8 giờ tối, còn có khi thì muộn hơn, có khi nếu như mình bán chậm muộn hơn. Ngày xưa thì bán hồi mới mở ra bán thì bán một ngày 300-400 miếng, 300-400 ký luôn, 300-400 miếng đậu, bán 300 miếng không phễ. Còn bây giờ thì sau dịch á, ảnh hưởng của dịch thì mình bán chậm hơn một chút. Không sao đâu, từ từ ổn định lại, mọi người lại tới ăn thôi. Chủ yếu là mình gieo duyên cho những cô chú anh chị ăn chay thôi. Bán chủ yếu là từ cái tâm thôi. Còn mình bán bao nhiêu thì cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là gieo duyên thôi. Em là em bán với mẹ từ hồi đầu mở ra luôn hay là sao? Em bán từ hồi đầu mở ra luôn. Từ hồi đầu mở ra luôn. Hấp dẫn quá, thơm quá quý vị. Đứng ở ngay cái sừng hấp này nè. Đó, quý vị thấy bốc khói rất là thơm ha. Wow. Một cái sừng hấp rất là nhỏ nhắn giống như người của bé Huyền. Rất là nhỏ nhắn dễ thương. Em có thể mở ra lại giùm anh xíu được không? Wow, thơm quá quý vị, hấp dẫn quá. Anh ăn thử. Rồi chút xíu nữa chắc chắn là anh sẽ ăn thử xem là hương vị đèn hấp có đèn lơ nè, đèn hấp. Cái này là mình chỉ bán đậu hũ đã chiên sơ qua rồi đúng không ạ? Dạ, đậu hũ đã chiên rồi xong mình bỏ vô đèn hấp, nó sẽ nở ra chứ như mình vậy. Chứ mình không bán đậu hũ trắng đúng không? Dạ không, mình không bán đậu hũ trắng. À, không bán đậu hũ trắng. Dạ. Đậu hũ trắng thì nó mềm á, sợ nó dễ bể. Nhưng mà những khách á họ mang đi á thì mình sợ nó dễ bể. Còn những cái miếng đậu này thì nó không có bị bể. Nó về tới nhà và tới chỗ tới nơi mình ăn là vừa ăn. Ở đây lại đi em. Dạ. Thơm quá. Rồi mình tham quan qua cái xe hàng của quán đậu hũ hấp cô Dung nha. Hôm nay thì em Huyền đứng bán, còn mẹ đâu em? Mẹ đi công việc. À, chắc đi công việc ha. Đó, cái lò nướng lò hấp của quán rất là đẹp ha quý vị. Rồi mình tham quan nó quầy bên này chút xíu nè. Bên đây thì mình thấy có một lọ muối tiêu nè. Rồi ớt sa tế nè. Cái này là ớt nhà bằm luôn hả em? Ớt nhà làm hết. Ớt nhà làm luôn. Muối tiêu ở nhà làm luôn. Muối tiêu nhà làm luôn. Chanh nữa nè. Wow, chanh trái cỏ. Rau răm. Mình cái món này hình như chị ăn với rau răm hả em? Dạ đúng rồi anh, món này là mình ăn với rau răm. Trong kia anh thấy có mấy cái lò muối tiêu nữa đó, mình bán hay sao em? Dạ cái đó là mình bán. Bán bao nhiêu một lọ? Mình bán 25.000 một lọ. 25.000 một lọ đó. Ở nhà mình tự rang xay luôn. Nhà tự rang xay luôn. Em lấy một lọ ra anh quay chút xíu. Ở trên này có đậu hũ này nè quý vị. Đây. Wow, muối tiêu nha quý vị nha. Đó, muối tiêu nhà tự rang xay. Hồi nãy em nói cái muối này nó không mạnh là như thế nào em? Là có nghĩa là mình làm nó cái độ vừa phải, khẩu vị vừa phải, là nó không có mặn quá. Nó có nghĩa là nó vừa ăn. Nó vừa ăn cho khi mà mình ăn với đậu hũ ha. Dạ. Hay ta. Muối mà làm vừa ăn luôn quý vị. Ý là mình cứ ăn vừa ăn bình thường vừa miếng chứ mình không có sợ bị mặn khát nước đúng không em? Dạ. Hay quá. Ví dụ như có những khách thì họ muốn ăn mặn hơn thì họ kêu là để nhiều muối vào. Có những khách họ ăn ít mặn á thì họ kêu là để ít muối. Tùy theo cái khẩu vị ha. Của mỗi người tùy theo khẩu vị mỗi người.
Cái thời gian mình quán mình bán đó là mình bán hết tất cả các ngày trong tuần luôn hay như nào em? Dạ chủ nhật mình nghỉ. À chủ nhật nghỉ. Quán mình là bán ngay đằng trước cái cổng chùa luôn ha. Dạ. Ngay đằng trước sân chùa luôn. Ngoài đồ hũ ra thì như anh thấy em có bán nước nữa đúng không? Dạ em có bán nước. Còn bán gì nữa không? Dạ không, bán đậu và nước thôi. Đây nói shop quần áo, tưởng bán quần áo luôn. Dạ, shop quần áo của người ta. Mình nghèo em chút xíu cho vui buổi sáng quý vị. Cái xe đồ hũ rất là hấp dẫn luôn. Em đẩy này là vô phải buộc. À, rất là thơm ha. Đây mình mở ra cho quý vị xem nha. Mình đang đồ hũ đang hấp rồi mình mở tới mở lui có sao không em? Dạ không anh. À. Thực ra thì là cũng chín rồi. Đậu à. Thơm quá. Cái này là hấp cách thủy em ha. Hấp cách thủy ở dưới. Đây, em lấy đậu hũ rồi nè. Đó. Cái này là mình bán theo nguyên bản. À. Là đúng với lại cái món ở dưới miền Tây luôn. Chứ là mình không có thêm hắt cái gì vô nữa hết. À. Mình chỉ có đậu nè, muối với ớt. Rồi mình làm chanh vô. Chanh với rau răm. Là mình bán đúng nguyên bản của miền Tây. Chứ là không có thêm hắt một cái gì vô nữa hết. Mình là như mình là quê ở đâu em? Quê ở Sài Gòn anh. À. Nhưng mà ở đây là bán là cũng có một cái duyên. À cũng có cái duyên là, hả? Là mình lên mạng xong mình thấy ở dưới là có một cái chú bán rồi mình bán. À. Rồi mình mới nhìn theo rồi mình học hỏi theo rồi mình bán. Tại vì ở đây mình cũng bán là bán đồ chay á. Nên là mình cũng có một cái duyên. Em để ra làm vô đó. Wow, đẹp quá quý vị ơi. Rất là hấp dẫn luôn. Bản của người miền Tây bán. Không có thêm hấp gì hết. Rồi mình xem chú ở trên YouTube á. Rồi mình học hỏi theo, mình tự chế biến theo. Đó như vậy thôi. Là mình làm đúng không? Dạ 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 mình học hỏi. Mà cũng mấy năm rồi em ha. Dạ. Rồi ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức nha quý vị các bạn. Đây quý vị. Đây là cái món đậu hũ hấp. Em Huyền vừa mới hấp cho mình nha, đang còn nóng hổi nè. Wow. Để mình lấy cái phần này ra. Đó. Hấp dẫn ha quý vị ha. Trong này muối tiêu nè, đầy hết luôn. Đó. Ớt nè. Muối tiêu, ớt, rau răm. Thơm phức à. Mình ăn thử nha. Ăn kẹp mới ngon. Khá là lạ miệng quý vị ơi. Cái miếng đậu hũ nó mềm, nó đang còn nóng nữa. Nó cái tiêu á quý vị, cái muối tiêu á nó ngấm vô á, rất là thơm. Và mà cái muối tiêu thì nó không có quá mạnh, đúng như là em chia sẻ với mình á, ăn thoải mái luôn. Hấp dẫn quá. Thường thì mình ăn cái đậu hũ á thì nó hơi khó ăn chút xíu nếu mà quý vị ăn không quen. Còn khi mà mình kết hợp như thế này á, ăn nó rất là sao mà nó rất là thú vị luôn á. Nó không có đơn điệu là một miếng đậu hũ truyền thống bình thường nữa. Sự kết hợp rất là hài hòa giữa rau răm này, muối tiêu và đặc biệt cái miếng đậu hũ nó rất là mềm quý vị. Đó, rất là mềm. Hấp dẫn. Thơm phức à. Trời ơi.
nhìn đã không quý vị? Hấp dẫn. Mềm thơm. Wow, thực tế thì kênh của mình cũng coi những cái clip review cái món đậu hũ hấp này ở trên YouTube. Các anh em ở dưới miền Tây chia sẻ lên đó thì mình thấy cũng rất là thú vị cái món hấp này. Mà mình chưa có dịp xuống miền Tây, có chuyến đi xuống miền Tây để mình thưởng thức thử. Thì rất là vui hôm nay mình biết được cái thông tin là ngay địa chỉ số 600 đường Kha Mạnh Cân có một quán đậu hũ hấp. Quán cô Dung, cô bán ở đây cũng được mấy năm rồi. Hôm nay mình lập tức mình ghé qua để mình thưởng thức thử cái món đậu hũ hấp cực kỳ là hấp dẫn này. Anh thấy quý vị đảo kiểu như anh cảm giác nó lạ miệng, anh hấp dẫn.